Tập đoàn đèn sưởi nhà tắm HANS, hàng chục triệu người Việt tin dùng. Xin chào các bạn thân mến, dòng sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Kottmann 2 bóng âm trần phù hợp với những diện tích phòng tắm nhỏ và có hệ thống trần giả. Và ngay bây giờ, kỹ thuật viên của tập đoàn đèn sưởi nhà tắm HANS sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt dòng sản phẩm đèn sưởi nhà tắm âm trần 2 bóng Kottmann. Đối với những phòng tắm mà có diện tích từ 2m cho đến 4m thì chúng ta có thể sử dụng lắp đặt những đèn sưởi âm trần 2 bóng. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt dòng đèn sưởi 2 bóng âm trần. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái vị trí mà để đặt đèn để chúng ta quét lỗ trên trần. Tùy theo nhu cầu của tùy từng gia đình và cái vị trí mà để thích hợp thì chúng ta sẽ khoét lỗ 275 x 275 mm ở trên trần. Tờ giấy khoét lỗ này đã được đóng gói quy cách ở trong mỗi sản phẩm. Sau khi khoét lỗ xong thì chúng ta sẽ tháo bóng. Việc tháo bóng như thế này sẽ khi chúng ta lắp đèn thao tác sẽ không bị vỡ và sẽ dễ dàng. Tiếp theo là chúng ta tháo 4 cái lưỡi lò xo giữa mặt đèn và thân đèn ra. Các bạn lưu ý, 4 lưỡi này là dùng để lắp trên trần nhôm, còn khi chúng ta lắp trên trần thạch cao thì chúng ta phải bẻ 4 lưỡi trên mặt đèn này đi. Sau khi quét lỗ xong rồi thì chúng ta sẽ đưa được phần thân đèn lên trên trần và thân đèn này sẽ được giữ bằng 4 lẫy. Sau khi cài được lên trên trần thì chúng ta sẽ dùng tua vít và siết con ốc này và khi đấy thì thân đèn sẽ được treo lên trên trần và được giữ bằng 4 lẫy này. Sau khi phần thân đèn đã được treo lên trên trần thì chúng ta bắt đầu là đấu nguồn điện. Sau đó là lắp mặt đèn và bóng lại. Chúng ta lại cài 4 lưỡi lò xo lại như cũ. Và sau cùng là chúng ta lắp bóng lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt đèn âm trần 2 bóng rất đơn giản và nhanh. Xin chào tất cả các bạn. Tập đoàn đèn sưởi nhà tắm HANS, hàng chục triệu người Việt tin dùng.